Moscow mới đây đã lên tiếng cảnh báo sẽ đáp trả bằng vũ khí thông minh tầm xa nếu Ukraine tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Cảnh báo tấn công bằng vũ khí thông minh tầm xa của Nga với Kiev được đưa ra vào tối 26 tháng 4 sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Anh James Hippie tuyên bố việc nhắm mục tiêu tấn công vào hệ thống hậu cần của Nga là hành động hợp pháp khi các lực lượng Nga tiếp tục chiến dịch quân sự ở miền Đông và miền Nam Ukraine. Điện Kremlin cho biết lực lượng Nga sẽ tấn công thủ đô Kiev nếu Ukraine nhắm mục tiêu vào lãnh thổ Nga. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Nga muốn nhấn mạnh rằng việc London trực tiếp xúi giục chính quyền Kiev thực hiện các hành động như vậy, nếu những nỗ lực đó thành hiện thực, sẽ ngay lập tức dẫn đến phản ứng tương xứng của Nga. Như Moscow đã cảnh báo, các lực lượng vũ trang Nga sẵn sàng thực hiện các cuộc tấn công trả đũa bằng vũ khí thông minh tầm xa nhắm vào các trung tâm ra quyết định ở Kiev. Bộ Quốc phòng Nga cũng cảnh báo việc các quan chức phương Tây hiện diện ở trung tâm ra quyết định ở Kiev trong vai trò là các cố vấn sẽ không phải là vấn đề với Nga trong việc ra quyết định đáp trả. Tuyên bố được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ có chuyến thăm tới Kiev và gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của quan chức Mỹ tới Ukraine kể từ khi chiến dịch quân sự bắt đầu nổ ra. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 13 tháng 4 cáo buộc quân đội Ukraine đang tìm cách tiến hành các vụ phá hoại và tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga. Nga cảnh báo lực lượng quân sự nước này sẽ tấn công các trung tâm chỉ huy ở thủ đô Kiev nếu lực lượng Ukraine tiếp tục tấn công sang lãnh thổ Nga. Nga gần đây đã báo động nguy cơ khủng bố ở ba khu vực giáp biên giới Ukraine gồm Bryansk, Kut, Belgorod và một số thành thị ở khu vực Krasnodar, Voronezh và Crimea. Moscow cáo buộc lực lượng của Ukraine nhiều lần tấn công vào lãnh thổ miền Nam của Nga. Hệ thống phòng không ở vùng Belgorod giáp Ukraine đã được đưa vào tình trạng báo động cao sau hàng loạt vụ nổ bí ẩn. Hàng loạt vụ nổ đã được ghi nhận vào sáng sớm ngày 27 tháng 4 tại ba tỉnh của Nga giáp biên giới với Ukraine. Một kho đạn ở Belgorod cũng bốc cháy vào thời điểm này. Rạng sáng 25 tháng 4, một kho dầu ở Bryansk cũng bốc cháy. Giới chức Nga tuần trước cáo buộc các trực thăng vũ trang Ukraine mang theo vũ khí hạng nặng đã tấn công các công trình dân sự, khiến 7 người ở vùng Bryansk bị thương. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đầu tháng 4 cho biết Nga sẽ tăng cường tiềm lực quân sự ở biên giới phía Tây để đảm bảo an ninh cho khu vực này. Biên giới phía Tây của Nga giáp với Ukraine, Belarus, Phần Lan, Estonia và Latvia. Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong 4 ngày nghỉ 30 tháng 4, mùng 3 tháng 5, mưa dông xuất hiện ở nhiều nơi trên cả nước nhưng có đặc điểm khác nhau. Người dân nên cân nhắc để lựa chọn thời gian vui chơi phù hợp. Ông Vũ Anh Tuấn, dự báo viên Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thời tiết dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 khả năng diễn biến xấu trên cả nước do sự xuất hiện đồng thời của không khí lạnh và vùng áp thấp trên Biển Đông. Hai hình thái này có khả năng tương tác với nhau và gây ra đợt mưa dông trên diện rộng ở hầu khắp cả nước. Theo đó, miền Bắc và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh được dự báo mưa dông, chuyển lạnh trong các ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Vùng núi và Trung Du có thể mưa lớn kéo theo nguy cơ về dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Chuyên gia khuyến cáo người dân đến các điểm du lịch biển ở phía Nam như Quy Nhơn, Phú Yên, Nha Trang, Phú Quốc, Vũng Tàu và các đảo cần lưu ý do thời tiết biển diễn biến xấu vào dịp nghỉ lễ. Các địa phương cần đề nghị du khách không tắm biển vào những ngày biển động. Người dân có kế hoạch vui chơi ở các tỉnh, thành phố phía Bắc có thể cân nhắc đi du lịch hoặc lựa chọn thời gian hoạt động ngoài trời vào các ngày mùng 2 đến mùng 3 tháng 5. Khi đợt mưa dông kết thúc, nhiệt độ tại khu vực vào dịp này dao động từ 23 đến 28 độ C, không quá oi bức. Người dân nên thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết để có kế hoạch nghỉ lễ an toàn và thuận lợi, tránh thời điểm mưa dông trong ngày, do đây là giai đoạn chuyển mùa, dễ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Bộ Y tế cho biết đến nay hơn 9,16 triệu người trong tổng số hơn 10,6 triệu ca mắc COVID-19 ở nước ta đã khỏi. Hiện trong số các F0 đang điều trị giám sát còn hơn 600 ca nặng. Cụ thể, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.004 ca nhiễm mới đều ghi nhận trong nước tại 58 tỉnh, thành phố. Số ca mắc COVID-19 trong ngày liên tục giảm nên trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua còn 9.460 ca một ngày. Trong khi giai đoạn cao điểm của tháng 3, số trung bình này có thể lên đến hơn 150.000 ca một ngày. Đến nay, tổng số người mắc COVID-19 đã khỏi ở nước ta là hơn 9 triệu ca, chiếm hơn 86% đang điều trị giám sát. Trong đó có 624 trường hợp nặng đang điều trị. Còn tại Hà Nội, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố vừa tổ chức họp trực tuyến bàn về các giải pháp chống dịch trên địa bàn.
Báo cáo tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Y tế Vũ Cao Cương cho biết, tuần qua số ca COVID-19 tại Hà Nội giảm 28,9% so với tuần trước. 40% trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Tuy nhiên, Ban chỉ đạo nhận định dịch COVID-19 vẫn khó kết thúc sớm. Theo đó, hiện hầu hết các phường xã trên địa bàn thành phố đã bước sang trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, dịch khó kết thúc sớm. Do đó, các địa phương cần quan tâm và điều trị nhằm giảm tử vong. Hệ thống y tế dần trở về trạng thái bình thường mới. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chử Xuân Dũng cho biết, trong tuần qua, số ca mắc COVID-19 giảm mạnh, không có người tử vong. Các hoạt động đến nay cơ bản trở lại bình thường. Ông Dũng chỉ đạo ngành y tế tiếp tục việc giám sát chặt chẽ quá trình tiêm chủng cho trẻ, đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát tiếp nhận, bàn giao, hoàn trả lại các cơ sở thu dung, điều trị F0 của thành phố đảm bảo đúng quy định. Còn các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và thành phố, tuyệt đối không được chủ quan lơ là mà phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và khử khuẩn. Bộ Y tế tối ngày 27 tháng 4 dự báo số ca sốt xuất huyết có thể gia tăng trong thời gian tới do vào mùa dịch. Chính vì vậy, các tỉnh thành xây dựng phương án phòng chống. Trong 4 tháng đầu năm, cả nước ghi nhận hơn 14.700 ca sốt xuất huyết, trong đó có 6 ca tử vong gồm 3 ca tại Bình Dương, các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, Đồng Nai, mỗi nơi 1 ca. So với cùng kỳ năm 2021, số ca sốt xuất huyết giảm nhẹ, tuy nhiên số tử vong tăng 1 ca. Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận khoảng 4.500 ca sốt xuất huyết trong 4 tháng đầu năm, trong đó 109 ca nặng, 2 ca tử vong. Nhiều tỉnh miền Bắc chưa công bố số liệu ca sốt xuất huyết. Bộ Y tế đánh giá số ca mắc sốt xuất huyết có thể tăng trong thời gian tới do đang bắt đầu vào mùa dịch. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh dự đoán dịch có thể diễn biến phức tạp do theo chu kỳ đỉnh dịch hàng năm. Các địa phương chủ động chống sốt xuất huyết như xây dựng kế hoạch truyền thông về bệnh, triển khai chiến dịch diệt loang quang, bọ gậy, giám sát chặt xử lý ổ dịch, cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo tiếp đón và điều trị bệnh nhân. Thưa quý vị, các doanh nghiệp vận tải dự kiến sẽ tăng chuyến, cam kết không tăng giá vé, trong khi đường sắt sẽ lập thêm tàu, nối thêm toa, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đã bố trí tăng cường thêm gần 800 xe khách tại các bến xe từ chiều tối ngày 29 tháng 4 đến hết ngày 30 tháng 4, tăng từ 200 đến 300% so với ngày thường. Tại bến xe Giáp Bát, lượng hành khách trong các ngày cao điểm khoảng 12.000 lượt người một ngày, tăng khoảng từ 200 đến 300% so với ngày thường. Vì vậy, tại các bến xe này có khoảng 900 lượt xe một ngày. Tại bến xe Mỹ Đình, lượng khách cao nhất vào khoảng 5.000 lượt người một ngày, tăng khoảng 200% so với ngày thường. Cảng không quốc tế Nội Bài cho biết nội địa trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 1 tháng 5 dự kiến tăng mạnh với khoảng 400 lượt chuyến bay và tăng khoảng 75.000 lượt khách quốc nội. Ngành đường sắt từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5 sẽ chạy tăng cường gần 50 đoàn tàu khách trên các tuyến. Ga Sài Gòn và Hà Nội sẽ chạy tăng cường nhiều để thu hút lượng khách du lịch. Sau hơn nửa tháng thi công trong điều kiện sóng gió phức tạp, hôm qua ngày 27 tháng 4, đồn biên phòng Cửa Đại, Bộ đội Biên phòng Quảng Nam đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trạm kiểm soát an toàn tàu thuyền của ngư dân và phương tiện vận tải du lịch trên tuyến đường thủy Cửa Đại, Cù Lao Chàm, thành phố Hội An. Theo đó, trạm kiểm soát an toàn tàu thuyền Cửa Đại được xây dựng trên cồn cát tự nhiên khu vực cửa biển Cửa Đại, còn gọi là đảo Khủng Long, cách bờ hơn 2 km, chiều cao gần 6 m, đảm bảo khả năng quan sát trên phạm vi rộng. Trạm có kết cấu gồm 4 trụ sắt chống rỉ, đường kính phi 90, đế trụ bê tông cốt thép, cắm sâu 1,5 m. Để thuận lợi cho phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến làm việc tại trạm, đồn biên phòng Cửa Đại còn xây thêm cầu cảng với chiều dài gần 30 m dẫn đến trạm một cách an toàn. Đồn biên phòng Cửa Đại cho biết, cùng với việc xây dựng, đơn vị đã bố trí một tổ cán bộ, chiến sĩ gồm 5 người và một cano cứu hộ cứu nạn, thường xuyên túc trực tại trạm kiểm soát an toàn tàu thuyền để kịp thời phát hiện và xử lý khi có tình huống xấu xảy ra trên tuyến đường thủy Cửa Đại, Cù Lao Chàm.
Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm việc cụ thể với các địa phương, từng nhà thầu đầu tư BOT để thống nhất phương án lắp đặt các làn thu phí tự động, còn lại tất cả các trạm thu phí và hoàn thành trong tháng 6 năm 2022. Cùng với đó là rà soát quy định hợp đồng, quy định pháp luật, kịp thời xem xét dừng thu phí đối với các trạm thu phí do Bộ Giao thông Vận tải quản lý không hoàn thành đúng tiến độ lắp đặt hệ thống. Theo đó, rà soát tổng thể phương án triển khai, xây dựng các kịch bản có thể phát sinh và các giải pháp để xử lý, đảm bảo triển khai thành công, thí điểm thu phí theo hình thức điện tử không dừng đối với tất cả các làn xe trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trong tháng 6 năm 2022. Về tiến độ triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đến nay đã có 113 trạm thu phí trên toàn quốc đưa vào vận hành hệ thống thu phí ETC. Trong đó, Bộ Giao thông Vận tải quản lý 69 trạm, địa phương quản lý 44 trạm. Đối với việc triển khai thí điểm thu phí không dừng tại tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nhờ đẩy mạnh tuyên truyền nên tỷ lệ phương tiện đã dán thẻ tại các tỉnh, thành phố, tuyến đường cao tốc đi qua đạt trung bình 65%, tăng khoảng 10% so với tháng trước đó. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, việc triển khai không đáp ứng tiến độ, Bộ sẽ xử lý trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan nếu để chậm tiến độ triển khai hệ thống thu phí ETC. Thưa quý vị, giữa lúc trái cây đang rẻ thì vải chín sớm vừa xuất hiện ở Hà Nội, tuy nhiên giá lại khá cao và gấp đôi so với năm ngoái nhưng vẫn hút khách mua. Từ đầu tuần, một số cửa hàng hoa quả, siêu thị, chợ truyền thống ở Hà Nội lác đác bán vải với mức giá là từ 50 đến 100 nghìn đồng một kg. Đang nói vải đồng mùa ngọt thanh pha chút chua chứ không ngọt đậm như chính vụ thu hoạch. Tuy vậy, loại ngon, quả ngon vẫn liên tục cháy hàng. Đây là loại vải lai, u hồng, u trứng trồng ở một số tỉnh như là Hải Dương, Quảng Ninh, Đắk Lắk, thường chín sớm hơn so với vải chính vụ từ 30 đến 40 ngày. Tại siêu thị, vải có giá là 95.000 đồng một kg. Nói về giá vải đầu mùa tăng cao, nhiều chủ nhà vườn cho biết giá cao là do chi phí vận chuyển và bảo quản tăng 40%. Ngoài ra do vải mới đầu vụ nên số lượng cung ứng ra thị trường còn hạn chế. Trong khi đó, khó khăn của người trồng đến mức phải chặt bỏ cây thanh long cũng chính là khó khăn đã từng xảy ra với rất nhiều cây nông nghiệp khác. Bởi khả năng thích ứng với thay đổi thị trường còn thấp, sản xuất mang tính tự phát. Để hướng tới việc trồng cây thanh long hiệu quả, bền vững, ngoài xây dựng vùng sản xuất, tạo sự liên kết vùng thì cần đào tạo để có những người trồng thanh long chuyên nghiệp, am hiểu thị trường, biết sản xuất và vận hành theo đúng quy luật của thị trường. Cùng với đó, Việt Nam cần đưa thanh long vào nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia. Theo các chuyên gia, ngoài sự sâu sát của chính quyền địa phương, theo ông Lê Tấn Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, lãnh đạo ngành nông nghiệp cần xây dựng chiến lược nghiên cứu đánh giá tiềm năng, nhu cầu thị hiếu thị trường một cách bài bản, có cơ sở khoa học. Từ đó có thể khuyến cáo đối với các tỉnh về quy hoạch sản xuất để làm sao đảm bảo cung cầu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong kiến nghị cần đưa cây thanh long vào nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia và dành riêng cho thanh long một nhóm tên mà không nằm trong nhóm cây ăn trái để từ đó có chính sách hỗ trợ phát triển cây thanh long. Hiện nay diện tích thanh long khoảng 64.000 ha, sản lượng là 1,3 đến 1,4 triệu tấn, xuất khẩu khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ và tỷ trọng còn cao hơn nữa nếu có chính sách tốt.